TV Ánh Sáng tin mừng với Thu Trang, Thanh Thủy, Phước Lộc, Cẩm Ánh và anh chị em thực hiện chương trình. Xin trân trọng và thân ái kính chào quý khán thính giả. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy niềm vui và an bình trong Thiên Chúa qua chương trình TV Ánh Sáng tin mừng. Hôm nay ngày 17 tháng 2 năm 2019, theo lịch phụng vụ Công giáo, hôm nay là Chủ nhật thứ 6 C mùa thường niên. Các lễ đặc biệt trong tuần này gồm có: thứ Năm ngày 21 tháng 2, lễ Thánh Phêrô Damiano Tiến sĩ Hội Thánh; thứ Sáu ngày 22 tháng 2, lễ lập tông tòa Thánh Phêrô lễ kính; thứ Bảy ngày 23 tháng 2, lễ Thánh Polycarp Giám mục Tử đạo lễ nhớ. Chương trình TV Ánh Sáng tin mừng hôm nay gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, thánh nhạc phụng ca, tin tức giáo hội Hoàn Vũ, tiết mục học hỏi thánh kinh với linh mục Nguyễn Đình Anh Nhuệ, và sau cùng là phép lành hội thánh. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lời nguyện lên Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa chí thánh, ngàn trùng chí thánh, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương với từng người chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết tìm gặp Chúa trong cuộc sống hàng ngày, để mọi sự chúng con làm vinh danh Chúa và tuyên xưng tình yêu Chúa cho mọi người bằng những cử chỉ yêu thương, bác ái, an ủi trợ giúp những ai đang sầu khổ, buồn đau. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý anh chị em đang thực hiện chương trình TV Ánh Sáng tin mừng, luôn nhiệt tâm phụng sự Chúa trong khiêm nhu, và nguyện xin Chúa ban muôn ân lành hồn xác xuống trên quý khán thính giả đang theo dõi chương trình TV Ánh Sáng tin mừng, được tràn đầy ân lành và tình thương yêu của Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với 12 tông đồ và dừng lại trên một khoảng đất bằng. Ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Judea, Jerusalem, miền duyên hải Tyro và Sidon kéo đến để nghe người giảng và xin người chữa bệnh tật. Bấy giờ, người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi nếu vì con người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ u sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, truyền kể rằng một ông vua kia có đủ mọi thứ của cải trên đời. Nào là cung điện nguy nga tráng lệ, vàng bạc chất đầy kho, ăn uống thì no say với đủ thứ cao lương mỹ vị, lại có cả một đoàn hầu thiếp mỹ nữ phục vụ ngày đêm. Thế mà nhà vua vẫn không cảm thấy được hạnh phúc. Vua ngày một bị buồn phiền, không thiết đến việc ăn uống và đã sinh bệnh. Các thầy thuốc giỏi trong triều đình ngày đêm chữa trị cho nhà vua, nhưng tất cả đều bỏ tay. Cuối cùng, một vị thần y đã được phát hiện và được cấp thời triệu vào hoàng cung chữa bệnh cho nhà vua. Sau khi bắt mạch, vị danh y cho biết đức vua chỉ bị tâm bệnh, không cần dùng thuốc mà chỉ cần mặc được chiếc quần lót của người nào thực sự hạnh phúc là vua
sẽ lập tức khỏi ngay. Thế là một đoàn thái y được sai đi khắp nơi để tìm kiếm con người hạnh phúc để lấy chiếc quần lót mang về trị bệnh cho nhà vua. Sau nhiều ngày tìm kiếm khắp nơi, nhưng đoàn người vẫn không sao tìm được người nào thực sự hạnh phúc. Nên Viên Quang, đoàn trưởng, đã đành quyết định quay về triều đình chịu tội. Một hôm, đang trên đường trở về, khi đi ngang qua một cánh đồng, thì đột nhiên đoàn thái y nghe thấy có tiếng ca hát rất hồn nhiên vui vẻ. Lần theo tiếng hát thì họ gặp một gã chăn chiên nằm dưới gốc cây đa và đang nghêu ngao ca hát. Khi được hỏi, gã chăn chiên cho biết dù luôn sống nghèo khó nhưng lúc nào gã cũng thấy hạnh phúc. Đoàn thái y liền vui mừng hè nhau trói gã lại, lột chiếc áo khoác cũ kỹ gã đang mặc trên người để tìm lấy chiếc quần lót đem về cho nhà vua để chữa bệnh. Nhưng thật bất ngờ, gã chăn chiên này lại nghèo đến nỗi ngoài chiếc áo khoác sờn, trên người gã chẳng còn bất kỳ thứ quần áo nào, ngay cả một chiếc quần lót. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, nhiều người nghĩ rằng chỉ những người giàu sở hữu nhiều của cải mới được hạnh phúc. Vì thế, họ không thỏa mãn với số tài sản đang có và luôn tìm mọi cách để có của cải ngày một gia tăng. Đang khi thực ra, hạnh phúc không hề tại sở hữu nhiều tiền bạc của cải, mà hạnh phúc bắt nguồn từ sự bình an nội tâm. Khi Chúa Giêsu nói phúc cho những kẻ nghèo khó, Ngài không hề có ý muốn biến thế giới thành một thế giới nghèo đói. Mọi người đều sống bần cùng, đó không phải là ý muốn của Thiên Chúa. Đối với Chúa, của cải vật chất thật cần thiết để cho con người được sống xứng phẩm giá con người. Nếu để ý kỹ, trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa đã tạo dựng con người, đặt con người làm chủ và hưởng dụng mọi sự trong vũ trụ. Đó chẳng phải Thiên Chúa chúc lành cho ta qua việc ban cho ta của cải vật chất sao? Đúng là thế, nhưng rất nhiều người đã đặt sai giá trị của vật chất, xem nó còn quan trọng hơn cả Thiên Chúa, hơn cả phần rỗi. Họ quên rằng của cải vật chất chỉ là phương tiện, chứ không phải là cứu cánh. Khi nói về người có tinh thần nghèo khó, Chúa Giêsu như muốn dạy chúng ta rằng họ là người biết sống cho những giá trị thiêng liêng, cho dù giữa những vất vả lo toan, miếng cơm, manh áo, họ vẫn luôn tìm kiếm nước trời. Họ sẽ là người hạnh phúc nhất vì họ biết mình sống để làm gì và sẽ đi về đâu. Trường Đại học Polytechnic ở Hồng Kông đã thực hiện một cuộc khảo sát. Họ phỏng vấn 2.000 người giúp việc Philippines ở Hồng Kông và 300 ông bà chủ của những người giúp việc ấy. Kết quả là 92% người giúp việc cảm thấy hạnh phúc hơn các ông bà chủ của họ. Tuy nhiên, khi hỏi nếu được hoán đổi vị trí xã hội để trở thành ông bà chủ, thì 100% các chị em ô sinh đều sẵn sàng hoán đổi, dù họ biết rất rõ là các người chủ của họ hàng ngày phải lo lắng đối phó với bao nhiêu phức tạp như bị căng thẳng do áp lực của công việc kinh doanh, lúc nào cũng lo xem chỉ số chứng khoán lên xuống, nên không có giờ vui chơi giải trí hay giao tiếp với người thân, và thậm chí là với con cái cũng không có giờ. Và họ phải luôn suy nghĩ để cải tiến kỹ thuật giúp công ty tồn tại và phát triển. Ngược lại, khi hỏi các ông bà chủ có muốn hoán đổi vị trí để trở thành ô xin người giúp việc không, thì 100% đều dứt khoát trả lời không bao giờ, dù trước đó họ công nhận là những người giúp việc đang sống rất hạnh phúc hơn họ nhiều. Bài chia sẻ trên cho thấy rằng
Tiền bạc đóng một vai trò rất quan trọng trong thế giới hôm nay. Người nghèo thì muốn giàu, muốn khá giả hơn. Cho dẫu biết rằng giàu có sẽ đem lại nhiều lo lắng, nhiều bất an. Còn người giàu thì không bao giờ muốn nghèo. Cho dẫu thấy được người nghèo sống an vui, ít lo lắng hơn. Có một tác giả viết rằng, trong hạnh phúc có mầm đau khổ. Quả thật, hạnh phúc bao giờ cũng trộn lẫn với mồ hôi và nước mắt. Có hạnh phúc đích thực nào mà không phải trả giá bằng đau khổ? Có ai sống trên đời này mà được hạnh phúc trọn vẹn đâu? Điều này giải thích tại sao những gì chúng ta coi là bất hạnh thì Chúa Giêsu lại cho là hạnh phúc. Chỉ khi nào chúng ta cảm nghiệm được cái nghịch lý của lời Chúa thì chúng ta mới có được hạnh phúc đích thực. Và chỉ khi nào chúng ta dám nghèo vì thanh liêm, đói vì ngay thẳng, khóc vì đại nghĩa, bị ghét vì nói thật, bị sỉ vả vì danh Chúa, chúng ta mới sống trọn vẹn các mối phúc thật. Và chỉ khi nào chúng ta thấy mình giàu lên khi chịu nghèo, no thỏa lúc đói khát, vui cười khi lệ rơi và hân hoan lúc bị bắt hại, chúng ta mới thực sự nếm cảm niềm hạnh phúc của nước trời. Lạy Chúa, hạnh phúc đích thực chính là có một lương tâm an bình, một con tim biết chia sẻ và một khối óc luôn cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương. Xin cho chúng con luôn đắm chìm trong hạnh phúc được làm con cái Chúa. Amen. Oh,
Đại hội Suy tôn lòng Chúa thương xót năm 2019, Phụ tỉnh dòng Chúa cứu thế Việt Nam hải ngoại xin trân trọng thông báo và kính mời quý đức cha, quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý ông bà anh chị em đến tham dự Đại hội Suy tôn lòng Chúa thương xót kỳ thứ 19, thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2019, từ 1 giờ chiều đến 10 giờ tối tại Walter Pyramid thuộc trường Đại học Cal State Long Beach, California. Mọi chi tiết về đại hội, xin quý vị liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua các số điện thoại sau 562-988-7997 hoặc 562-424-2041 hoặc 562-209-2761. Trong tình yêu của Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp, Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin trân trọng thông báo và kính mời. Văn kiện được ký kết tại Abu Dhabi là kim chỉ nam hướng dẫn vấn đề đối thoại liên tôn. Tin Vatican, chuyến viếng thăm Abu Dhabi đã được đa số người dân đánh giá như một cột mốc trong việc đối thoại liên tôn, đặc biệt giữa Giáo hội Công giáo và Hồi giáo. Đức Giám mục Miguel Angel Ayuso, thư ký của Hội đồng Tòa thánh đối thoại liên tôn, đã tuyên bố với hãng thông tấn Vatican News rằng văn kiện được ký kết tại Abu Dhabi giữa Đức Thánh Cha và Đại Thượng Phụ Hồi giáo của Al-Azhar là kim chỉ nam quý báu để hướng dẫn vấn đề đối thoại liên tôn nhằm mục đích đem hòa bình đến khắp mọi nơi. Giáo dục và việc chống các định kiến về sự kỳ thị người Do Thái. Tin Slovakia, Tòa Thánh đã khẩn thiết kêu gọi trong hội nghị về sự chống đối người Do Thái được tổ chức tại Bratislava thuộc xứ Slovakia từ mùng 5 đến mùng 6 vừa qua. Hội nghị đã gửi lời nhắn nhủ đến các cử tọa rằng hãy khắc ghi vào tâm khảm điều quan trọng này. Người Do Thái là một dân tộc thiểu số, nằm giữa một thế giới đầy thù nghịch, nên họ rất chú trọng đến sự an toàn của các cộng đồng người Do Thái. Vì thế, chúng ta cần phải có lòng cảm thông và giáo dục người dân về vấn đề này để họ có thể bỏ đi những định kiến không đúng và cái nhìn không tốt mà chúng ta vẫn có về người Do Thái. Lễ Kính Thánh Phaolô thứ 6 được đưa vào lịch phụng vụ chung của Giáo hội. Tin Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định thêm ngày lễ nhớ Thánh Giáo hoàng Phaolô thứ 6 vào lịch phụng vụ chung của Giáo hội Hoàng vũ. Cụ thể, ngày lễ nhớ này được cử hành vào ngày 29 tháng 5 hàng năm. Sắc lệnh này đã được Đức Thánh Cha chính thức công bố vào ngày 6 tháng 2 vừa qua. Ngài chia sẻ rằng, đời sống thánh thiện của vị giáo hoàng này được thể hiện rõ nét qua các công trình và lời nói của thánh nhân đã gây ảnh hưởng rất lớn đến sứ vụ tông đồ của ngài đối với giáo hội. Với lý do đó, Đức Thánh Cha đã quyết định sẽ đưa vào lịch phụng vụ lễ nhớ dành cho Thánh Phaolô thứ 6. Một đức giám mục Venezuela không tán thành việc tòa thánh can thiệp vào hòa giải cho cuộc khủng hoảng trong nước. Tin Venezuela, Đức Tổng giám mục Merida của Venezuela đã không đồng ý để tòa thánh giữ vai trò hòa giải cho Tổng thống Nicolas Maduro, bởi vì ngài cho rằng ông Maduro chỉ lợi dụng lòng yêu chuộng hòa bình của Đức Thánh Cha Francisco để nhờ ngài đưa ông ta thoát khỏi cơn hoạn nạn. Thật sự, trong thâm tâm, ông ta không bao giờ kính trọng Giáo hội Công giáo. Các đức giám mục Ghana lên án những bạo lực liên quan đến bầu cử. Tin Ghana, các đức giám mục Công giáo trong nước Ghana đã lên án hành động của những người dùng bạo lực trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 31 tháng Giêng vừa qua. Theo báo cáo của các hãng thông tấn địa phương thì có một số người vô danh đã dùng bạo lực để gây thương tích cho 18 nạn nhân tại thủ đô Accra. Các đức giám mục cho rằng, chúng tôi hoàn toàn lên án việc nổ súng vô lý đã gây thương tích cho những người dân vô tội. Cựu giám đốc cảnh sát của ông Duterte đã xin được tha thứ. Tin Phi Luật Tân, một cựu giám đốc cảnh sát quốc gia của Phi Luật Tân
người đã khơi mào và khởi xướng cho việc bài trừ tệ nạn nghiện ngập, mà hậu quả gây ra chết chóc cho hàng chục ngàn người dân Philippines, với sự chỉ đạo của Tổng thống Rodrigo Duterte, đã ngỏ lời ăn năn và xin lỗi với một đức giám mục trong nước Philippines về những điều ông đã làm. Tuy nhiên, ông chỉ nhận lỗi về cái chết của 4.540 nạn nhân mà thôi, còn 23.000 nạn nhân khác, ông nói cần phải được điều tra thêm. Hồ sơ phong thánh của linh mục dòng tên Aripe được tiến hành tại Roma. Tin ý đại lợi, hồ sơ phong thánh cho linh mục dòng tên Pedro Aripe đã được chính thức xúc tiến tại Vương cung Thánh đường Gioan Letarino, diễn ra vào hôm 5 tháng 2 vừa qua. Biến cố này đã đánh dấu kỷ niệm ngày giỗ lần thứ 28 của Ngài, và điều này nói lên sự khả quan về tiến trình xúc tiến các thủ tục để phong chân phước cho vị cựu bề trên tổng quyền của dòng tên, nhiệm kỳ từ năm 1965 cho đến năm 1983. Giờ đây, giai đoạn điều tra cấp giáo phận đã có thể bắt đầu được tiến hành. Bài học về cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục từ hôn nhân và thập giá. Tin Hoa Kỳ, hôm thứ Tư ngày 6 tháng 2 vừa qua, trong một hội thảo có sự tham gia của các giáo dân, Đức Hồng Idinado đã cho biết rằng giáo hội có thể nhìn vào nét đẹp của hôn nhân và mầu nhiệm thập giá để có thể hiểu rõ được tình hình bên trong, để có thể khôi phục lòng tin tưởng, cũng như việc giải quyết khủng hoảng gây ra bởi vấn nạn lạm dụng tình dục các em vị thành niên trong giáo hội. Đức Hồng Idinado cho biết, thập giá là hy vọng duy nhất của chúng ta hiện nay. Đức Hồng Y đã kết thúc phiên họp bằng cách trích dẫn những nhân chứng về các vị tự đạo tiên khởi và nói rằng hình ảnh của Chúa Kitô trên thập giá là chứng nhân mà giáo hội cần phải có để hiến dâng cho thế giới. Liên Hiệp Quốc phải sớm có hành động đối với các trại giam tại Tân Cương, Trung Quốc. Tin Thụy Sĩ, tất cả 16 tổ chức nhân quyền và tổ chức xã hội chân chính đã lên tiếng kêu gọi Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc phải có một nghị quyết để thành lập một tổ chức để truy tìm tất cả sự thật liên quan đến các lời tố giác vì việc chính quyền Bắc Kinh, Trung Quốc đã giam giữ các nạn nhân tại một trại cải tạo chính trị trong khắp mọi nơi trong vùng Tân Cương một cách tùy tiện và độc đoán, mà không cần phải đưa ra xét xử hoặc có bất kỳ bản án quyết định nào từ phía phán quyết của tòa án. Ông Kenneth Ford của Ủy ban Kiểm soát Nhân quyền cho biết, việc tra tấn về tinh thần và thể xác đối với các tù nhân tại Tân Cương đã vượt qua mọi giới hạn từ trước tới nay. Nam Dương và Phi Luật Tân truy tìm tung tích của những người khủng bố đánh bom. Tin Phi Luật Tân, hiện nay các nhà lãnh đạo Nam Dương và Phi Luật Tân đang cố gắng truy tìm tung tích của một cặp nam nữ bị tình nghi đã nổ bom xảy ra ở nhà thờ chính tòa núi Camilo tại Mindanao vào hôm 27 tháng Giêng vừa qua, làm chết 23 người và gây thương tích cho hơn 100 người khác. Kẻ tình nghi là một cặp nam nữ người Nam Dương và hiện tại cảnh sát hai nước đang ra sức truy tìm và ra lệnh truy nã hai hung thủ này. Sau Đức Giám Mục lên tiếng về việc tiểu bang Illinois muốn hợp thức hóa ma túy, tin Hoa Kỳ, sau Đức Giám Mục Công giáo ở tiểu bang Illinois đã nhận xét về tình trạng sử dụng ma túy trong tiểu bang này càng ngày càng phổ biến. Do đó, nhân danh lợi ích cho người dân, các ngài đã lên tiếng chống đối những cố gắng của tiểu bang trong việc hợp thức hóa ma túy ở tiểu bang này. Các ngài nói rằng, những người đề nghị được tự do sử dụng ma túy cho rằng cần sa không làm người hút bị nghiện và không dùng những chất ma túy khác mạnh hơn. Nhưng sự thật đã chứng minh là họ đã sai lầm. Thánh bộ dòng tu mời gọi gia tăng tình huynh đệ giữa những người sống đời dâng hiến. Tin Vatican, nhân ngày Thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 23 được tổ chức vào hôm 2 tháng 2 vừa qua tại Vatican, Đức Tổng giám mục Jose Rodriguez Caballo, Tổng thư ký Thánh bộ đời sống thánh hiến, đã lên tiếng kêu gọi hãy gia tăng hơn nữa tình huynh đệ giữa những người đang sống trong ơn gọi tận hiến. Đức Tổng giám mục Caballo, nguyên bề trên tổng quyền dòng Francisco, đã nhắc lại nguyên tắc căn bản trong đời sống dâng hiến rằng thực tại về đời sống thánh hiến được ví như thân thể người ta, mỗi một phần đều vận hành khác nhau, do đó mỗi bộ phận đều rất cần thiết để cơ thể đó có thể hoạt động được một cách hòa hợp và nhịp nhàng. Kỷ niệm 150 năm phục vụ truyền giáo tại châu Phi, tin Vatican, vào giữa thế kỷ thứ 19 tại Algeria,
một đức giám mục người Pháp đã ao ước muốn chia sẻ tin mừng của Thiên Chúa cho người dân bản xứ đang sống trong giáo phận của Ngài bằng cách thành lập một cộng đồng dòng tu mặc đồng phục áo trùng thâm màu trắng và đội mũ phê màu đỏ. 150 năm sau, các nhà truyền giáo châu Phi được gọi là các cha áo trắng vì lối phục sức đặc biệt của các ngài, và số lượng nhân sự đã lên đến con số 1.500 người, đã lan rộng ra rải rác khắp 22 quốc gia châu Phi. 95% các nhà truyền giáo châu Phi là những vị đến từ các quốc gia ở châu lục này. Vào hôm thứ Sáu, mùng 8 tháng 2 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 150 năm truyền giáo ở châu lục này, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp đón các nhà truyền giáo châu Phi tại Dinh Giáo Hoàng và khuyến khích họ hãy tiếp tục công việc gieo rắc tin mừng tuyệt vời này mà họ đang làm. Open up your hands. Mầu nhiệm con người Chúa Giêsu Kitô. Và vì thế, cho nên là lật tin mừng Thánh Gioan ngay chương đầu, mở ra đọc chương đầu. Mình vào ngay đọc như này, đọc chương đầu. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời, và ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. 18 câu đầu là 18 câu có thể nói là sâu đậm nhất trong lịch sử mặc khải của Thiên Chúa. Bởi vì nói đến mầu nhiệm ngôi lời. Nhưng mà chưa hết, tin mừng Thánh Gioan đó, nó cũng để lại nhiều cái rất là quan trọng, và cho mình biết và cho mình hiểu nhiều cái rất là quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô. Và để mà đọc tin mừng Thánh Gioan mà có hiệu quả và được sinh hoa quả trong cuộc đời của mình, thì hãy nhớ, nhớ Thánh Gioan viết tin mừng này với mục đích nào. Thánh Gioan viết tin mừng này với mục đích nào, và tác giả tin mừng này đã viết lại rõ ràng cái mục đích của tin mừng này ở cuối tin mừng, ở cuối cuốn sách, chương thứ 20, chương thứ 20 từ câu 30. Những ai mà có sách thì xin mở ra chương 20, những ai mà không có sách thì xin ghi lại rồi về nhà đọc lại, về nhà đọc lại, rồi ngày mai thì đem sách tin mừng theo nhé, đem sách tin mừng theo, mà tin mừng Thánh Gioan thôi, đem sách tin mừng theo. Đây mình đọc: Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ. Câu 30. Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Mọi người để ý không? Sách tin mừng này không phải là tập hợp tất cả những dấu lạ để mà thỏa mãn trí tò mò của những người đọc. Chỉ đơn giản là tác giả lựa những cái dấu lạ mà đi. Cái từ cũng là rất là quan trọng. Dấu lạ. Tin mừng Thánh Gioan không bao giờ nói rằng là Chúa Giêsu làm phép lạ. Never miracle. Tiếng Anh là miracle. Thánh Gioan lúc nào cũng nói Chúa Giêsu làm dấu lạ, mà tiếng Anh người ta dịch là sign, S-I-G-N, sign. Vì sao mà Thánh Gioan nói vậy? Thật ra là mấy cái dấu lạ đó đó chính là cái phép lạ rồi. Chẳng hạn như là hóa bánh ra nhiều nè, ở Cana, Cana mình gọi là phép lạ, Cana là coi như là nước hóa thành rượu, nước hóa thành rượu là phép lạ có gì nữa. Nhưng mà Thánh Gioan không dùng từ phép lạ, mà chỉ dùng từ dấu lạ. Thật sự đó, mình dùng cái từ lạ thêm đó, mình dịch ra cái lạ đó để cho mà nghe nó xuôi tai, nghe thấy nó hay hay, và nghe thấy nó kỳ kỳ á, nghe nó có cái gì đó nó extraordinary, có gì đó nó phi thường. Chứ còn cái tiếng Anh mà dịch hay là tiếng ấy là sai, có nghĩa là dấu,
dấu chỉ. Đấy, dấu chỉ. Vì sao mà Thánh Gioan mà cố tình dùng cái từ đó? Để cho mấy bà con cô bác mà cứ ham tìm phép lạ hiểu rằng là Chúa Giêsu không làm phép lạ để mà chứng tỏ mình là uy quyền, có tài xuất chúng. Chúa làm những cái phép lạ đó là đơn giản chỉ là để lại một cái dấu chỉ. Cái dấu chỉ để mà đánh thức mọi người, hãy suy nghĩ đi về con người của Đức Giêsu Kitô. Chúa không bao giờ làm phép lạ để mà chứng tỏ là ta đây, ta là làm. Vì thế cho nên là thậm chí khi mà Chúa Giêsu đi rao giảng đấy, thì mấy người Pha-ri-sêu và mấy người mà biệt phái Pha-ri-sêu và những người thầy tư tế đến lấy thầy, xin thầy cho làm cho chúng con một dấu lạ, một phép lạ, một dấu lạ từ trời. Thì Chúa nói là cái thế hệ này cứng lòng và gian tà này sẽ không bao giờ có, ta sẽ không bao giờ cho phép lạ, có nghĩa từ chối làm phép lạ coi như là để mà chứng tỏ mình là cao siêu hay là xuất chúng. Chúa chỉ làm những cái phép lạ để mà cứu chữa những người mà Chúa thương xót. Còn những cái lẽ phép lạ đó là những cái dấu chỉ để mà mình suy nghĩ. Vì thế cho nên là trong Tin Mừng Thánh Gioan, mọi người nhớ là không có cái từ phép lạ trong này. Mặc dù là những gì mà Thánh Gioan kể đó, đó là những phép lạ, nhưng mà Thánh Gioan cố tình dùng cái từ dấu lạ, dấu chỉ, để mọi người đừng có lầm tưởng là những cái chuyện mà Chúa làm phi thường đó là cái chuyện để mà chứng tỏ mình là cao siêu. Đơn giản những cái chuyện mà Chúa làm là những cái chuyện mà giúp mình và mời gọi mình suy nghĩ về con người Đức Giêsu Kitô. Câu thứ 34, còn những điều đã được ghi chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. Và đây là mục đích của cuốn Tin Mừng Thánh Gioan này. Những điều đã được chép ở đây là để có ý gì? Không phải là để cho anh em có chút thỏa mãn tò mò, đọc chơi vui để biết coi như Chúa như thế nào. Không. Để rằng anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Và nếu mà dịch mà còn sát nghĩa hơn nữa, thì thay vì để anh em tin rằng, thì mình có thể hiểu theo cái ý là để anh em tiếp tục tin rằng. Khác nhau không? Một đằng đó là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Thì đây nếu mà như vậy đó thì nhiều người tưởng là ok, những ai mà không có lòng tin đó, thì họ đọc thì sách này nó sẽ cho lòng tin để anh em tin rằng. Nhưng mà không phải vậy, cái ý đây không phải vậy. Cái này không phải là ý rằng là ai không có lòng tin đọc cái sách này là sẽ được tin. Không phải vậy. Cái ý ở đây đó là để anh em tiếp tục tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Vậy cuốn sách này đó trên hơn hết là dành cho ai? Dành cho những người đã tin vào Chúa Giêsu Kitô. Cái này là quan trọng. Dành cho những người đã tin vào Chúa Giêsu Kitô, có nghĩa là dành cho những người đang ngồi đây rồi, phải không? Ở đây tất cả mọi người đều tin hết rồi không? Có tin vào Chúa Giêsu Kitô không? Đó, những người đã tin vào Chúa Giêsu Kitô. Dành cho những người đã có lòng tin. Chà, vậy con tin rồi, con đọc chuyện gì, đọc gì nữa? Không. Mình tin
Nhưng mà như là cái ông bố của một cái em bại liệt đó, ông nói với Chúa: lạy Thầy, con tin, nhưng xin củng cố cái sự kém lòng tin của con. Mình tin, nhưng mà mình tin chưa đủ. Mình tin, nhưng mà mình tin chưa sâu. Và cuốn sách này nè, Tin Mừng Thánh Gioan này nè, là để cho những người mà đã có một chút lòng tin. Để hiểu biết sâu hơn về con người Đức Giêsu Kitô, và để tin hơn nữa, tiếp tục tin là Đức Giêsu Kitô là Đấng Kitô Con Thiên Chúa. Và để tin như vậy mà được sống nhờ danh Người. Mọi người hiểu cái này không? Nhức đầu chưa? Chưa phải không? Rồi chưa. Tin, mình đã tin rồi, nhưng mà mình đọc cái này để mà mình tin hơn nữa, và tiếp tục tin hơn nữa, và tin sâu hơn nữa. Vậy hỏi chứ những người mà không có lòng tin thì họ có được đọc này không? Dĩ nhiên họ đọc, có thể đọc. Mình mời gọi, mình có thể mời họ đọc không? Có chứ. Nhưng mà với một điều, trước khi mà anh mở sách ra, mở cái Tin Mừng này ra mà đọc đó, thì anh cứ nói đi, nói với Chúa đi, nói trực tiếp với Chúa: lạy Chúa, mặc dù con chưa biết Chúa, con chưa được cái đức tin vào Chúa, con chưa được rửa tội, nhưng mà con tin là Chúa thương con, và Chúa muốn nói với con điều gì đó qua cái cuốn này, qua cuốn sách Tin Mừng này. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ rồi. Và đó là điều kiện cần thiết để có thể hiểu được những gì viết trong sách này. Nếu không là chẳng hiểu gì hết. Mà đôi khi còn nguy hiểm hơn nữa là hiểu mà hiểu sai chất quốc rồi. Tiếng Anh gọi là miss the point. Chúa nói một đàng mà anh hiểu một nẻo, rồi tệ hơn nữa là anh hiểu một nẻo xong rồi anh giải thích cho người khác, nói chuyện này không hiểu được. Vì thế cho nên là xin mời mọi người nhớ cái này, mở ra, trước khi mở ra là lạy Chúa, con tin, nhưng xin Chúa hãy củng cố lòng tin yếu đuối của con. Chúa mời gọi, nhớ nha. Cái mục đích của Tin Mừng này đó là những điều chép ở đây là để anh em tin rằng, có nghĩa là để anh em tiếp tục tin rằng, để anh em tiếp tục tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. Vấn đề đây là cái sự sống của mình, sống hạnh phúc của mình. Vì thế cho nên là đó là với cái mục đích đó rõ ràng, mình rõ ràng, nên là suy niệm Tin Mừng Thánh Gioan là mình biết rồi, đi vào mở đọc Tin Mừng Thánh Gioan là biết cái này. Còn có một điều bí ẩn trong Tin Mừng Thánh Gioan mà trước khi mình đi vào mình đọc những đoạn trong Tin Mừng Thánh Gioan thì mình giải thích ngay. Đó là cái điều bí ẩn, đó là trong cái Tin Mừng này người ta gọi là Tin Mừng Thánh Gioan, nhưng mà trong Tin Mừng này hoàn toàn không có đề cập đến tên Gioan. Không có tên Gioan trong này. Không có tên Gioan trong này. À sao mình đoán ra được hay là Tin Mừng Thánh Gioan vậy? Vì theo truyền thống, theo truyền thống thì nói là đây là Tin Mừng theo Thánh Gioan. À nói mở ngoặc ra luôn, nói Gioan có nghĩa là gì? Gioan có nghĩa là ân sủng. Gioan, ân sủng, nguồn ân sủng của Chúa. Người ta nói là cái Tin Mừng này là do Thánh Gioan viết. Thì Thánh Gioan này là mình biết là Thánh Gioan nào? Thánh Gioan Tông Đồ. Thánh Gioan Tông Đồ, em của Thánh Giacôbê, mà ngày hôm nay là mình nghe là Thánh lễ Giacôbê cả đó, con của ông Zebedeo, con ông Zebedeo. Nhưng mà cái hay là trong Tin Mừng này không có, hoàn toàn không có nói về cái chuyện mà như là không có nói đến cái tên Thánh Gioan trong này. Thì người ta đoán ra thôi. Người ta đoán là coi như là vì chính vì đó, chính vì không có nhắc đến cái một người tông đồ nào tên Gioan cả. Nhắc đến mấy ông tông đồ khác, nhắc đến Phêrô, nhắc đến ông Tôma, nhắc đến ông Philippe, vân vân và vân vân. Nhưng mà không có nói có ông tông đồ nào tên Gioan hết. Vì thế người ta suy ra
ta suy ra là chắc là Thánh Thánh Gioan coi như là truyền lại những cái này và muốn ẩn danh, vì thế cho nên gọi là tin mừng Thánh Gioan. Nhưng mà còn có cái điểm này hay nữa, đó là cái điều bí ẩn trong tin mừng này nói đến một người môn đệ yêu dấu, một người môn đệ Chúa yêu. Trong các tin mừng nhất lãm Matthew, Marco và Luca không có nói đến thế này, không có nói cái người này, người môn đệ này. Mà trong tin mừng Thánh Gioan đó thì có nói đến người môn đệ Chúa yêu, người môn đệ yêu dấu của Chúa. À thì nên là mọi người biết người đó là ai không? À thì mọi người chắc là cũng đoán ra ha, Chúa Thánh Thần soi sáng là có thể là Thánh Gioan đó. Có thể là Thánh Gioan. Người môn đệ đó là người môn đệ ngồi trong bữa tiệc ly và dựa đầu vào ngực Chúa. À, ngồi Chúa không phải là vì lả lướt hay gì ha. Nhưng mà đơn giản là người ta bên đó họ ăn theo cái phong tục người ta này, người ta ăn nằm á mà. Ăn nằm nghiêng đó. Thành ra là người mà thì là ngã đầu đó là cái tại vì họ Chúa Giêsu cũng ăn nằm cái vị trí nó nằm nghiêng đó, ngã. Nhưng mà cái người tin mừng, người môn đệ mà Chúa yêu đó có một cái điểm rất là đặc biệt này. Người ta suy ra vậy thôi là tin là Thánh Gioan, chắc là Thánh Gioan. Nhưng mà có một điểm rất đặc biệt. Tin mừng Thánh Gioan nhắc đến người môn đệ Chúa yêu trong bốn cái hoàn cảnh. Lần đầu tiên nhắc đến người môn đệ Chúa yêu là trong bữa tiệc ly. Sau đó nhắc đến người môn đệ Chúa yêu chính là người môn đệ đứng dưới cây thánh giá, đứng bên mẹ Maria. Và lần thứ ba là người môn đệ Chúa yêu là người mà đi ra mồ sáng thứ nhất trong tuần khi Chúa phục sinh. Và lần thứ tư nhắc đến người môn đệ Chúa yêu là lúc mà Chúa hiện ra trên bờ biển hồ Tiberia, khi mà Chúa hỏi Phêrô có yêu mến Chúa không đó, rồi Chúa giao nhiệm vụ cho Phêrô và giao cái nhiệm vụ cho cái người môn đệ Chúa yêu. Bốn lần nhắc đến như vậy thì qua bốn lần đó mình có thể hiểu được cái này. Tại sao mà tác giả tin mừng cố tình giấu tên người môn đệ này và chỉ để là người môn đệ Chúa yêu thôi? Vì rằng tác giả tin mừng này muốn nhấn mạnh rằng ai cũng có thể trở thành người môn đệ Chúa yêu đó. Bác Tám dưới kia cũng có thể trở nên người môn đệ Chúa yêu. Chị Sáu dưới kia cũng vậy. Anh Hai dưới kia cũng vậy. Vậy ai là có thể trở thành người môn đệ Chúa yêu? Là những người bền đổ với Chúa trong nhà tiệc ly, bí tích thánh thể. Những người bền đổ với Chúa dưới cây thánh giá. Những người bền đổ với Chúa ngày Chúa Nhật phục sinh. Và những người bền đổ với Chúa khi Chúa mời đi ra rao giảng làm chứng cho Chúa. Khi anh và chị bền đổ với Chúa, ở lại trong Chúa, trong nhà tiệc ly. Khi anh và chị ở lại trong Chúa, dưới cây thánh giá, cho dù người ta chạy trốn hết, người ta bỏ hết, khi mà anh và chị ở lại với Chúa ngày Chủ Nhật phục sinh, cho dù người như người khác là không còn một hy vọng gì hết, và nếu mà anh mà chị cũng ở lại trong Chúa, cái lần mà Chúa hiện ra, Chúa giao cho các anh chị làm nhân chứng của Chúa, thì anh và chị là những người môn đệ Chúa yêu đó. Vì thế cho nên là đây là cái điều quan trọng cần nhớ. Và khi mà đọc lại tin mừng này là mỗi người chúng ta đó chính là những môn đệ Chúa yêu. Khi chúng ta ngồi đây, đây là cái nhà tiệc ly ở Orange County này, ở quận Cam này, nhà tiệc ly quận Cam này. Vào đây
hãy ở lại trong Chúa và xin Chúa thắp sáng lên trong cho mỗi người chúng ta niềm tin vào Chúa, vì Chúa chính là ánh sáng đến với chúng ta qua lời của Chúa. Và dở ngay ra tin mừng, bắt đầu đi vào chi tiết tin mừng Thánh Gioan với cái lời cầu nguyện xin Chúa thắp sáng lên con tình yêu Chúa, niềm tin vào Chúa. Chúng ta bắt đầu đi vào chi tiết ngay tin mừng Thánh Gioan, và mở đầu tin mừng Thánh Gioan là chương thứ nhất, câu thứ nhất, rất là dễ dàng ha. Và mình đọc ngay cái đoạn tin mừng Thánh Gioan này 18 câu thôi mà làm nhức đầu tất cả các học giả trên toàn thế giới ha. Không phải là nhức đầu theo cái nghĩa gọi là negative, cái nghĩa tiêu cực, mà cái nghĩa nhức đầu nghĩa tích cực, có nghĩa là làm cho nhiều người say mê mà đào sâu từng chữ một. Và xin nhớ là mỗi chữ trong tin mừng Thánh Gioan là đều có một cái nghĩa sâu đậm của nó. Cái nghĩa bình thường là như vậy, nhưng mà tin mừng Thánh Gioan bao giờ mỗi chữ đều có cái nghĩa gọi là cái nghĩa sâu đó. Cái nghĩa mà mình gọi là nghĩa bóng đó, nhưng mà cũng không hẳn cái nghĩa bóng mà cái nghĩa sâu lắm. Chẳng hạn như là nói một ví dụ thôi. Đó là trong tin mừng Thánh Gioan kể về việc Chúa ăn bữa tiệc ly, thì Giuđa sau khi mà Chúa nói chuyện gì làm mau đi đó, thì Giuđa đi ra ngoài. Và Thánh Gioan đơn giản, những ai mà có ghi chép đó thì ghi lại là chương thứ 13. Thì Thánh Gioan khi mà Giuđa đi ra ngoài, thì Thánh Gioan đơn giản tả cái không khí của đó. Lúc đó thì trời tối. Nghĩa đen là gì? Trời tối là trời tối thôi. Mà lúc đó thật sự là lúc đó là trời tối. Nhưng mà cái nghĩa bóng đó, cái nghĩa sâu đó, là đơn giản không phải là Thánh Gioan muốn nói là lúc đó ông Giuđa ông ra cái đó là lúc đó thì trời tối, trời sập tối, không phải. Mà lúc đó đó là cả vũ trụ chìm trong bóng tối của sự dữ. Khi người ta phản Chúa, Giuđa phản Chúa, quyết định phản Chúa, cả vũ trụ, cả thế giới chìm trong bóng tối của sự dữ. Vì thế cho nên là lúc đó là trời tối. Tuyệt không? Tuyệt vời không? Cái tuyệt vời của tin mừng Thánh Gioan là như vậy. Mình đọc với tinh thần đơn sơ mình hiểu ok, mình nói đơn sơ là trời tối tuyệt vời quá. Trời tối thắp đèn lên. Không. Trời tối này là tối, coi như là tối thê thảm. Cái tối của sự phản bội, cái tối của sự bán Chúa, cái tối của tội lỗi. Cả thế gian ngập tràn trong bóng tối. Vì thế cho nên là đọc cái lời tựa này thì mình đọc từng chữ một và nhớ từng chữ, nó có cái hay của nó. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời. Ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Mới 5 câu thôi. Còn 5 câu thôi mà mình đã thấy cả một cái chiều sâu đây. Mà thật sự là không cần đọc 5 câu mình mới thấy chiều sâu, đọc một chữ thôi. Lúc khởi đầu. Cái lúc khởi đầu đó là cái mà sau đó cha Thành Tâm ngẫu hứng đặt cái bài hát Từ Nguyên Thủy đó. Từ trước đã có ngôi lời đó, mọi người còn nhớ không? Từ trước đã có ngôi lời đó. Từ Nguyên Thủy, lúc khởi đầu. Cái lúc khởi đầu. Cái lúc khởi đầu đó là cái lúc khởi đầu nào? Phải chăng là cái lúc khởi đầu mà
Chúa tạo thiên lập địa như viết trong sách Sáng Thế. Cái từ khởi đầu đó quan trọng. Cái từ khởi đầu đó là cái từ mà các thánh sử Tin Mừng rất là hay dùng. Mình mở Tin Mừng Thánh Marco chương thứ nhất. Mở Tin Mừng Thánh Marco chương thứ nhất, câu thứ nhất. Cái từ đầu tiên là gì? Khởi đầu Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô. Khởi đầu. Nhắc đến cái chuyện khởi đầu. Cái từ khởi đầu đó nó nhắc đến cái cuốn sách Sáng Thế là cuốn sách đầu tiên trong Cựu Ước và là cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh. Và vì thế cái từ đầu tiên của Kinh Thánh là từ gì? Từ khởi đầu. Và ai mà có Kinh Thánh thì xin mở ra sách Sáng Thế. Sách Sáng Thế là sách đầu tiên đó. Câu 1, chương 1 câu 1. Lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Lúc khởi đầu. Nhưng mà nếu mà mình đọc Tin Mừng Thánh Gioan thì mình thấy cái lúc khởi đầu này coi bộ không phải là cái lúc mà Chúa tạo dựng trời đất, mà nó còn trước đó nữa. Vì sao? Mình đọc tiếp, đó là câu 3 đó. Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Vì thế cái lúc khởi đầu này, lúc khởi đầu nào? Lúc khởi đầu này là còn khởi đầu của tất cả những sự khởi đầu. Và Thánh Gioan nói rất hay đây. Thánh Marco nói là khởi đầu Tin Mừng. Và cái từ khởi đầu của Thánh Marco là ám chỉ là bắt đầu một cái khởi đầu của tạo dựng mới. Còn Thánh Gioan đó thì không muốn nói đến chuyện khởi đầu của tạo dựng mới, mà muốn nói cái chuyện mà khởi đầu của khởi đầu, cái nguồn gốc khởi đầu mà còn trước khi mà tất cả mọi sự đều thành. Thì từ cái khởi đầu đó thì đã có ngôi lời. Ngôi lời đó là ai? Ngôi lời đó là Chúa. Nhưng mà ngôi lời này là ngôi lời đó là ngôi lời Đức Giêsu Kitô. Ngôi lời của Thiên Chúa là con một Thiên Chúa, con một Chúa Cha. Vì thế là cái câu này mình có thể phân tích mãi 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 mà không thể nào mà hiểu được. Không thể nào mà hiểu được. Vì đây là cái mầu nhiệm của cái cuộc sống bên trong của Thiên Chúa. Đọc lại nha. Lúc khởi đầu. Cái này, cái khởi đầu này là cái khởi đầu nghĩa là trước khi mà tạo dựng trời đất. Có nghĩa là trước khi mà mình, trước khi mà trời đất mà có. Có nghĩa là cái khởi đầu này là cái khởi đầu ở trong lòng của Thiên Chúa. Trong lòng Thiên Chúa. Thì lúc khởi đầu đã có ngôi lời. Và ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa. Hướng về Thiên Chúa có nghĩa là gì? Mình có thể dịch là hướng về Thiên Chúa, nhưng mà mình cũng có thể dịch là ngôi lời ở cùng Thiên Chúa, ở cạnh Thiên Chúa. Cái này là vậy. Thì vì sao mà mình dùng có thể là ngôi lời hướng về Thiên Chúa? Bởi vì đây muốn nói một cái điều quan trọng, đó là giữa ngôi lời và Thiên Chúa. Thiên Chúa đây là Thiên Chúa Cha đó, tạo dựng trời đất đó. Giữa ngôi lời và Thiên Chúa có một cái quan hệ đặc biệt, hướng về nhau. Như người cha, người con hướng về nhau, hai mặt đó hướng về nhau. Vì thế cho nên gọi là ngôi lời hướng về Thiên Chúa. Nhưng mà cái nghĩa của nó là ngôi lời ở cùng Thiên Chúa, phát sinh từ Thiên Chúa. Và cái câu thứ ba, và ngôi lời là Thiên Chúa. Vậy thì hỏi có mấy Chúa? Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả. Xin quý cụ, quý ông bà và quý anh chị em tiếp tục thương yêu, nâng đỡ và yểm trợ cho TV Ánh Sáng Tin Mừng.
để chúng tôi có phương tiện phát triển chương trình ngày một lan rộng hơn. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng xin liên lạc về TV Ánh Sáng Tin Mừng, 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997, điện thư tvastm@gmail.com. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng trên mạng lưới điện toán toàn cầu tvastm.net hoặc vào youtube.com. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy hồng ân Chúa và trong vòng tay yêu thương của Đức Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Xin thân ái kính chào. Sao?